Xin chào cả nhà. Đầu năm mới bà con đi hái lan rừng ở Kon Tum, có hái về được một cái lô lan kiều. Đây là cái giống lan rừng cho hoa rất đẹp và đặc biệt là cực kỳ dễ thuần và dễ hoa. Chính vì vậy được rất là nhiều anh em yêu thích lan rừng sưu tầm mọi người ha. Và hôm nay thì em có chia ra đây làm các phần đều nhau, thì có đánh số thứ tự từ 1 tới 18 mọi người nha. Và mỗi phần thì giá chỉ là 100 ngàn thôi, và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển tầm cỡ 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. Anh em nếu mà muốn sưu tầm thì có thể là liên hệ em, nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo đều được mọi người nha. Số 0384 750 258 đại mọi người. Rồi, đây thì bây giờ em sẽ quay từng phần để anh em có thể là sưu tầm mọi người nha. Mọi người thích hình nào thì cứ báo em. Đầu tiên là hình số 1 này, giá 100 ngàn ha. Rồi, kiều mọi người nha, mới từ rừng về rồi. Rồi, tiếp theo là hình số 2, giá cũng 100 ngàn. Rồi, tiếp theo nữa là hình số 3, giá 100 ngàn. Rồi, tiếp theo là hình số 4, giá 100 ngàn. Rồi, tiếp theo nữa là hình số 5, giá 100 ngàn. Rồi, hình số 5. Tiếp theo nữa là sang hình số 6. Nói chung là một phần về anh em có thể trồng một chậu to, hoặc là chúng ta chia ra 2-3 chậu nhỏ thì chúng ta trồng được mọi người nha. Tiếp theo hình số 7, 100. Rồi, tiếp theo nữa là sang hình số 8, giá cũng 100 ngàn. Rồi, tiếp theo nữa là sang hình số 9, giá 100 ngàn. Tiếp theo nữa là hình số 10, giá 100 ngàn. Tiếp theo hình nữa, hình 11, giá 100 ngàn. Tiếp theo hình nữa là hình số 12, giá 100 ngàn. Tiếp theo nữa là hình số 13, giá 100 ngàn. Tiếp theo nữa là hình số 14, giá 100 ngàn. Tiếp theo nữa là hình số 15, giá cũng 100 luôn. Tiếp theo nữa là hình số 16, giá 100 mọi người nha. Tiếp theo nữa là hình số 17, cũng 100 luôn ạ. Tiếp theo nữa là hình 18, là hình cuối mọi người nha. Rồi, đây là cái giống lan kiều mới hái từ rừng về. Về nó có thể là nở ra kiểu kiều vàng lưỡi, vàng cánh trắng đó mọi người, hoặc là mở ra ha. Ngoài ra thì cũng có tỷ lệ ra được những cái bông mặt hoa VIP, ví dụ như là trắng tuyền, 2-3 lưỡi gì đó. Do cái cây rừng mới về chưa sổ hoa nên là vẫn hoàn toàn có cơ hội ra được những cái mặt hoa quý hiếm rồi ha. Rồi, em đã quay xong phim ngày hôm nay, thì anh em thích số mấy hoặc là bao nhiêu phần thì cứ báo em nhé. Mọi người liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0384 750 258. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc các bác anh chị một cái năm mới thật an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái loài lan rừng đẹp độc lạ tiếp theo trên kênh Hàng Độc Sơ Rá mọi người nha. Xin chào mọi người ạ.